Hàng trăm cảnh sát chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nỗ lực cứu chữa khi hỏa hoạn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất giày thể thao ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 tại công ty Việt Nam Samho trên đường tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi, khiến nhà xưởng chứa hàng hóa rộng hàng ngàn mét vuông bị thiêu rụi. Vào thời điểm trên, các công nhân làm việc ca đêm nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại dãy nhà A, sau đó ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Trong khu nhà chứa nhiều nguyên vật liệu như da, vải, mút nên hỏa hoạn lan nhanh bao trùm khu nhà. Hơn 100 chiến sĩ cùng hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã đến hiện trường. Đến hơn 23 giờ, đám cháy làm phần mái khu nhà A đổ sập. Đến hơn 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi khu nhà với nhiều máy móc nguyên vật liệu của công ty Samho. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Samho với 100% vốn nước ngoài của Hàn Quốc, chuyên ngành nghề sản xuất giày thể thao. Công ty có lượng công nhân khá lớn với gần 10.000 công nhân hoạt động liên tục 3 ca trên một ngày.